Nhiệm vụ vừa rồi các bạn đã bán được hải sản và đạt được số tiền là vượt 800 ngàn đồng yêu cầu của chương trình. 955 ngàn. Và sau đó là các bạn đã mua được các nguyên liệu để thực hiện cái nhiệm vụ cắm trại buổi tối ngày hôm nay. Yeah. Và quay trở về xe đúng thời gian quy định. Thế nên các bạn đã hoàn thành và nhận được 4 viên kim cương. Bây giờ là 5 giờ 15. Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước 19 giờ thì các bạn mới được viên kim cương. Mỗi một nhiệm vụ các bạn không hoàn thành ở trong đó các bạn sẽ bị một hoạt động nè, làm lửa nè, rồi mặc bikini nè, hoa hậu nè. Bây giờ là phải có một người nhóm lửa, một người đi bắt cá, một người dùng em liều. Em nhóm lửa đi, em biết nhóm lửa đi, cho em nhóm đi. Chị bắt cá hả? Chị bắt cá, chị biết cái bắt không? Không. Ra mấy cái bắt cùng đi. Đi. Cũng chưa bắt rồi mà lại cần sợ mấy cái con gì vậy? Ây à, đang có mấy cái rổ ấy? Hai cái. Không sao. Nó có một ray một thôi à. Kéo đi, kéo nó lên nữa, kéo nó luồn qua bệnh. Đợi em tí, đợi em 2 giây, anh rút lại. Rồi. Của nó đây là anh kéo qua là nó căng lên. Bên em hết rồi. Gài vô cái đó đó. Gài vô cái móc đó là đúng á. Rồi bây giờ mình để nó đi, mình luồn thêm cái còn lại đi. Đấy, bây giờ mình nhảy lên đây thôi qua đó thôi đi bộ. Nhưng mà vấn đề là mình đâu có biết chèo đâu. Đúng này. Ê, có cây nè. Ok. Thôi có con cá nó bay lên đây là. Ok, chúng ta đã lên được. Đi lên đi bộ lại còn nhanh hơn nữa. Nó trèo xuống dưới đấy thì sáng mai rồi. Khoan cái gì vậy? Cái gì? Rồi, bình tĩnh. Tuồn vô cái lỗ đó. Rồi nè, em rút ra là em thấy nó có cái khúc gắn nhau nè. Nối hai cái đầu lại. Rồi, đúng rồi. Tôi bình tĩnh, đang căng dây. Bình tĩnh, khoan nha. Đây bị kẹt. Bị kéo nữa. Leo lên đây đi. Ủa tới hả? Đấy là mình đi đâu? Đó. Nghe nè, đấy là mình đi đường cắt từ bên kia ra bên này. Oh no, no. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Bộ hồi nãy giờ tới rồi đó. Có vẻ đi đường tắt. Chú ơi, bây giờ chú có thể đưa con đi cùng với chú ra quăng lưới được không chú? Giờ lên một người lên, còn một người show súng ra. Go. Ok, I go. Đó, xích ra, show xích ra. I go, then you go. No, I stay.
cần ngồi sau cho nó không bị lật bên á. Hai người ngồi hai bên hả chú? Ai đúng chưa? Đúng chưa? Rồi là ly trẻ á. Rồi chơi luôn. Chơi luôn. Ủa nhưng mà bắt như thế nào chú? À, đúng rồi, quên. Không bắt sao chú? Chạy em không? Đá đó. À. Đá đó xuống đá rồi bắt đầu. Đó rồi, chèo cho lưới nó bung ra. À. Mình cứ thả như này thôi chú. Trôi vô bờ rồi, xuống ra. Rồi cuộc đời con sẽ chơi về đâu? Hình như mình đang đi vòng tròn đấy. Bị bung á. Kéo qua nữa đi. Rồi. Tháo này ra. Rồi. Tại sao mình nhận nhiệm vụ này nhỉ? Dùng rổ mình đuổi nó bên kia đi. Thôi bây giờ như này này. Mình cắm cái rổ ở đây. Ôi sao nhiều này mà nó không tèm chui vào mình nhỉ? Nó có ngu. Ê con chó nó bắt được cá nữa chưa? Ô. Thôi bây giờ mình qua lấy của nó đi. Ăn chanh của chó nữa hả? Nó đâu ăn sống được đâu. Giờ nó đang ăn kìa. Phải không? Nhai chơi á. Nhai như nhai xin cung. Không cơ được. Lên. Giữ này mà anh gái. Bây giờ dần góc á. Đây là nè em gỡ rồi. Chơi ở đâu? Đó đó nè, quay qua. Mà quay vậy nè, quay chiều vậy nè. Nghĩa là bê lên như qua đây. Đúng rồi đó. Con ơi. Rồi lóc. Cái tết của em. Ở đây anh giữ cho. Để lóc xuống đi. Đâu lỗ ở đây được. Không thể dời được. Khó lắm em mới làm nó lên được vậy á. ngay ổ luôn á. Thôi bây giờ mình tháo ra đi rồi mình dời tiếp. Sao hết á. Cẩn thận mấy cái cây trắng trắng của mình nha, mấy cây cố định đó nè. Dạ. Thì sẽ làm mất đó. Đúng rồi, ghim cái đó xuống đất trước đi. Ủa sao vậy rồi chui vô sao ta? Bên đây nè, cái đó là cửa sổ ha. Bên đây. Cổng bên đây hả? Trời ơi. Rút lên. Cửa sổ ngắm hoàng hôn là được rồi mà. Rổ đinh. Được một con này đúng không? Sao lấy vậy? Xem có được con nào không? Đây. Ơ, à, con này còn sống thực sự. À. Chú này lấy ra sao chú? Không biết gỡ nhưng gỡ là thuốc của chú. Một con. Được rồi, có con với lại có mấy cái con cũ của mình được rồi. Sợ lắm. Sao nó nổ rồi sao? Ghê rồi sao ấy. Đó, bức đi, bức ờ, đó. Không có hư, ơi, đừng có nhảy. Để coi nào, thôi úp, úp. Ôi, mắc vô nó rồi. Mắm một cá. Đúng đính thở luôn á. Bắt ở đây. Đừng nghe. Ok. Không chưa hả? Rồi vô rồi. À. À. Em sợ thật đấy. Rồi có vẻ ngất rồi đó.
luôn. May quá. Được chưa Ly? Nè, qua đây. Kéo cái lưới này ra cái nữa nè. Mọi người dính cái lưới. Cầm cầm chắc nha. Đi, thôi đi về mọi người đợi. Cảm ơn cô, cảm ơn chú. Cảm ơn mọi người. Thôi bây giờ về không mọi người đợi á.